DF nhà thành công, bức tranh Việt Nam do team Domisi thực hiện từ 80.000 pixel còn đẹp hơn trước. Sáng sớm nay, ngày 25 tháng 7, một công trình được ghép lại cùng gần 80.000 pixel với hàng chục giờ stream không ngừng nghỉ của Domisi và sự góp sức từ các thành viên trong bộ tộc Misi Gaming trên Arplate đã hoàn thành. Bức tranh ngày hôm nay không chỉ to và hoành tráng hơn, mà bức tranh còn có đủ các lực lượng công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ đang ngày đêm cống hiến sức mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tất nhiên, bức tranh không thể thiếu dòng chữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và hình ảnh chiếc trống đồng. Được biết, Arplate là một sự kiện lớn trên mạng xã hội Reddit, được tổ chức mỗi năm một lần và được theo dõi bởi hàng triệu người trên khắp thế giới. Dự án Arplate là một khoảng màu trắng chứa hàng triệu pixel điểm ảnh. Cứ hơn 5 phút, những người tham gia có thể thay đổi một pixel sang màu bất kỳ. Vì lý do đó mà ngày hôm qua đã có nhiều lo ngại rằng chúng ta không thể giữ được chỗ bởi khoảng bất động sản mà Việt Nam chiếm rất lớn, luôn bị nhem nhe từ các cộng đồng mạng lớn mạnh. Nhưng cuối cùng, không những không giữ được mà lại còn đẹp hơn trước, nhìn tấm bản đồ mới mà cảm thấy tự hào vô cùng. Bức tranh được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm hướng tới 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đó cũng chính là sự tri ân, lời cảm ơn gửi tới những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Like, share và subscribe cùng TB Chan để cập nhật những thông tin thú vị hơn.